Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Chúng tôi rất hôm nay thì mình lên sóng anh em khoảng mà phanh sau mà trước các bạn nhé, của xe Isuzu Kicker đầu tròn. Toàn bộ dòng Isuzu Kicker đầu tròn thì sẽ dùng cái bộ má phanh này. Trước sau các bạn ạ, hàng rất đẹp luôn. Đây, thương hiệu của nó đây. Sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Má rất là đẹp luôn, hàng dán các bạn nhé, má dán này. Đấy, má rất là gai luôn, nghe khi các bạn đạp thì nó sẽ ăn nó không trơ. Đấy, và hàng này đặc biệt các bạn nên dùng cái má phanh dán, không nên dùng cái loại má tán nhá. Các bạn nên dùng loại má phanh dán này, đạp thì nó sẽ sâu hơn và độ bền nó sẽ cao hơn. Các bạn đạp gần đến xương thì nó cũng rất là lâu, tuổi thọ nó lâu hơn cái loại mà tán xương. Các bạn nên dùng loại dán này, hàng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đấy, có thương hiệu rất là hoàng luôn. Đấy, tàu sản xuất thôi nhưng mà hàng công ty anh em nhá, dùng ok, đạp đảm bảo anh em chạy đường đèo đạp phanh ăn luôn chứ không hề có tình trạng là trơ má như một số dòng khác. Anh em lưu ý giúp mình, hàng đẹp chất lượng, anh em lấy bộ má phanh trước sau. Con này thì dùng chung anh em nhé, trước sau đều như nhau. Một xe của nó sẽ bao gồm hai hộp, đây là một bánh các bạn ạ, một bánh đây là bánh sau, một bánh thì nó sẽ bao gồm hai miếng. Đấy, một xe thì 8 miếng, anh em lấy bao nhiêu anh em báo cho mình nhé. Nhưng mà thường thường bán một bộ là 4 miếng trong hộp như này. Đấy, anh em nhớ ủng hộ cho mình nhé, số điện thoại này. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.